Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, 18 tháng 5 năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 140 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc, đó là Lá Cờ Thiêu, tức là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Mời quý vị và các bạn nghe. Màu anh hùng vẫn đổ đến quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê không sờn đấu tranh, cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo hương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt luôn vong thân Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta ra đi và theo cờ, vì nước và vì dân, cho dân đời dòng sông Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng đuôi chí lớn, luôn vào về quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt luôn vong thân Việt tị nạn, ta người Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, mẹ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn. Lisa xin cảm ơn chị Mai
ở tại Astoria. Cảm ơn chị. À, chị đã gửi cho Lisa bằng cái Moneygram từ bên Úc nha. Chị Mai đã gửi cho Lisa, à, là Lisa cũng đã nhận được 346 đô. Rồi cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm Đặng này cũng là ở tại Úc. Chị đã nhờ một người, à, cháu của chị ở bên Mỹ, đã xin số tài khoản của Lisa và đã gửi cho Lisa vào tài khoản 100 đô. Cảm ơn hai chị ở tại Úc, đó là chị Mai và chị Tâm. Chúc cho hai chị luôn luôn an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nha. Kế tiếp nữa là một em. Chị Lisa thân mến, em gửi chị money order 200 đô la để đóng góp cho việc cứu giúp người hoạn nạn bên Việt Nam, chẳng hạn như vụ của ông Vương Văn Thả, hoặc cho những công việc gì mà Lisa nghĩ cần thiết, hữu ích hơn là tùy ý của Lisa nhé. Tôi xem chương trình của Lisa mỗi ngày, tôi rất khâm phục chương trình của Lisa đang làm giúp cho chúng tôi biết được nhiều tin tức thực sự thật ở bên nước Việt Nam. Với lòng quý mến và cảm ơn Lisa rất nhiều. Chúc Lisa luôn luôn vui khỏe, khỏe mạnh, bình an và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn Kim Hoa nha. Cảm ơn em Kim Hoa. Kim Hoa rất là dễ thương. À, cảm ơn em, à, Tường Vũ nha. Chị nhờ chị chuyển và giúp đỡ những anh em ở trong nước thực hiện ba sạch. Em gửi cho chị một cái money order 50 đô la. Cảm ơn em. Những người anh em ở trong nước cũng thấy đó nha. Hello chị Lisa, em chúc chị được nhiều sức khỏe, trẻ, khỏe, sức mạnh, đem lại tiếng nói chung cho dân tộc Việt Nam. Em gửi chị 200 ủng hộ chương trình của chị. Không nhiều, nhưng em góp sức cùng chị. Một lần nữa em chúc chị thành công trong công việc tranh đấu cho Việt Nam. Em ở tại Iowa, thành phố Sea City. Chị nhận được, nhớ cho em hay nhé chị. Đừng nói tên em ở trên đây. Và đừng nói tên Facebook của em. Ok, em Liz. Chị chỉ nói một tên thôi, tức là tên em Liz, là chị đã nhận được của em rồi nha. Chị sẽ không bao giờ nói tên của em ở trên Facebook và nói cái nickname của em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chị ơi, chị có biết tướng này là ai không chị? Chị không biết. Có biết ai người ta gửi cho chị cái tin gì? Hôm nay là ngày, không phải là ngày Phật Đản đâu, nhưng mà ở Việt Nam mấy cái tên mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ Ma Tăng đó, bắt đầu giả bộ, vấn đề là bài vẽ ra để mà gom tiền cho thật là nhiều của đàn ma thí chủ. Tức là lễ Phật Đản thay vì là ngày 8 tháng 4 hàng năm âm lịch, thì bây giờ là bộ kéo sao mà từ ngày 8 tháng 4 mà kéo dài cho tới ngày rằm, tức là ngày 15 tây tháng 4, rồi bắt đầu cho đó là ngày của vấn đề là kêu bằng là Phật Đản, tức là ngày của Đức Phật mà vấn đề là Thích Ca ra đời đó, kéo dài như vậy đó. Nhưng mà thôi, nói quá chửi quá, cho nên bây giờ ở trên xe hoa không có còn để cái hình của con ma vương Hồ Chí Minh nữa, nhưng mà chị nhận được còn có nhiều ngôi chùa vẫn còn quỳ lại con ma vương nhằm vào cái lễ rằm 15 tây tháng 4 này, cũng là quỳ lại cái con chó đẻ, cái con ngu ma dương là cái con Hồ Chí Minh đó. Chị cũng còn nhận được nhiều lắm. Cũng vào cái mùa Phật Đản này mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã thành công mà họ phế truất được Việt Nam Cộng hòa đệ nhất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên cái ban trị sự và Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ vừa ăn mừng là ăn mừng Phật Đản ra đời, nhưng mà họ cũng giả bộ họ lựa vào cái ngày rằm tháng 4 này, tức là ngày mà họ đã kéo gọi tất cả những cái người mà vấn đề là tăng ni ngày xưa xuống đường để phản đối ông Diệm vào cái dịp mà treo cờ Phật Đản. Các bạn biết rằng là ngày Phật Đản là ngày 8 tây tháng 4,
Nhưng mà sau 8 Tây tháng 4 vào để nhất Cộng Hòa, có những phái đoàn qua, cho nên ông Diệm đã rất là ngăn cản không cho treo cờ Phật giáo. Cho nên sau ngày 8 tháng 4 cho bắt đầu là kéo tất cả tăng ni xuống đường, cho đến điển hình là cái ngày hôm nay là ngày rằm, tức là 15 Tây tháng 4 là Phật giáo từ ở Huế, ở trong Nam đều râm ran, đều sôi động lên, bắt đầu ào ào xuống đường. Để mà vấn đề là kêu bằng là tìm cách để mà phản đối chính sách của ông Ngô Đình Diệm, đó là đàn áp Phật giáo. Cho nên ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam không dám nói như vậy, cho nên họ lồng vào, họ giả bộ, họ nói lịch bên Ấn Độ là khác, lịch bên kia là khác. Lisa hỏi các bạn, trên thế giới chỉ có hai cái lịch thôi, đó là âm lịch và Tây lịch, tức là dương lịch. Ấn Độ nó ăn theo lịch của Tàu Cộng, cũng như giống như của chúng ta thì cũng có những ngày rằm, thì tại làm sao mà lịch Ấn Độ khác được? Tại sao lịch Ấn Độ mà ngày mùng 8 mà tự nhiên là dịch ra là thành ngày 15 Tây là ngày rằm được? Bây giờ qua hỏi bên Ấn Độ có cái lịch nào như vậy hay không? Có cái lịch nào mà của Ấn Độ mà vấn đề là bây giờ là vấn đề là ngày bên bển là ngày mùng 8 là tự nhiên chạy thọt lên là ngày 15 là ngày rằm được hay không? Nhưng mà họ vẫn lấp liếm, nhưng mà họ vẫn vấn đề là kêu bằng là nói xạo nói láo như vậy để mà ăn mừng cái ngày hôm nay là cái ngày mà xúi toàn bộ tăng ni xuống đường để phản đối chính sách của ông Ngô Đình Diệm. Cho nên các bạn ở trong nước Việt Nam hãy nên nhớ là như vậy nha. Chị ơi, hiệu trưởng gửi tin hối lộ tình dục đến ban giám đốc sở kìa chị. Nữ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đã thuê luật sư để tư vấn pháp luật về việc có người gửi tin nhắn đòi làm tình với cô. Bây giờ đòi làm tình mà không cho làm tình thì sao? Ban giám hiệu muốn làm tình thì bây giờ phải lên làm tình chứ. Cô mà gửi lên ban giám đốc sở, coi chừng giám đốc sở nó kéo cô lên trận, nó đè cô ra. Bây giờ nhìn mặt cô đẹp quá, không thấy cái ông vấn đề là bộ trưởng bộ giáo dục kêu mấy cái ông giám hiệu nào mà kêu vấn đề là kêu bằng mấy cô giải toán lý hóa vô phục vụ sao? Trong cái xã hội nó khốn nạn là nó như vậy. Nhờ chị chia sẻ giúp giùm một chú ở thị xã Kiến Tường đã bị mấy thằng chó công an lạm quyền lạm chức vụ, đã dỡ nhà trái phép nha chị. Chú tên là Tiền, ở gần cầu Cửa Đông thuộc thị xã Kiến Tường. Chú cũng là thương binh loại 3, loại 4, đã phục vụ cho tụi Đảng Cộng sản gần nửa đời người với cái gọi là giải phóng 30 tháng 4. Vậy mà bây giờ Cộng sản nó đã cướp miền Nam, bây giờ nó còn cướp đất của chú. Một miếng đất ngang 6 mét, chiều dài 20 mét, năm 2016, với lý do nâng cấp đường quốc lộ 62 và nới rộng khoảng cách đường chú, đã hiến cho hết 5 mét đất rồi, đến tận cửa nhà mà không có một đồng tiền đền bù nào, chú cũng chấp nhận không nói gì. Cho tới ngày 8 tháng 5 vừa rồi, tụi chó công an nó lại dỡ nhà của chú tan tành, trong khi đó chú Tiền đang nằm ở nhà thương, không biết gì hết. Ngày hôm qua chú xuất viện về nhà thì cửa nhà không còn, vì chú sống có một mình cho nên không biết làm sao, chú đành trở vào bệnh viện để mà chú nằm tiếp tục làm đơn để đưa các cơ quan có thẩm quyền, cũng im lặng không thấy trả lời. Trong khi đó chủ trương đưa ra là chặt phá cây xanh ở ven đường mà chúng nó lạm quyền đã dỡ luôn nhà của chú. Ngồi nghe chú nói mà buồn, chú nói hồi đó phục vụ cho tụi cộng sản, tưởng về già được sống an nhàn mà bây giờ không có nhà để mà về, cho nên thấy chú nói trong nước mắt tội lắm chị ơi. Ngày xưa thì đi phục vụ cho nó dụ làm cho nó rồi, rồi bây giờ vấn đề là kêu bằng là nó thấy có mình ơn thì bắt đầu là nó vậy chứ sao. Không riêng gì chú Tiền này đâu, không riêng gì chú Tiền này đâu, mà những bà mẹ anh hùng ngày xưa đó, có 3-4 thằng con trai tự nhiên nghe lời của bác Hồ đó, bác Hồ xúc vật đó, nghe lời của bác để mà gửi con đi vào miền Nam. Mới có 14-15 tuổi, cái tuổi vấn đề là kêu bằng là tương lai nó còn xanh dờn trước mặt, cái bắt đầu đeo cây súng, bắt đầu giác cây AK ở trên vai, rồi cái bắt đầu ca cái bài mà cái gì mà vấn đề là bác cùng chúng cháu hành quân đó. Trời ơi, Vũ hôm nay trên đường hành quân ra mặt trận mà rốt cuộc rồi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó ngồi ngoài Ba Đình, nó trốn mẹ nó ở ngoài, vấn đề là hang bắt bó nó không có vô, vậy mà cũng đưa cái bài ca lên, mà cái tụi đám ăn cứt gà nó cũng nói là bóng của bác, hình của bác vẫn đi theo, vấn đề là bộ đội.
rốt cuộc là vô bị Việt Nam Cộng Hòa bắn, tao nói dân dên mẹ nó nằm xốp lớp như cá mồi, rốt cuộc có bác nào mà cùng chúng cháu hành quân đâu. Trời ơi là trời, tao nói lừa gạt, đường đường trùng bương bước theo con đường của bác, mà rốt cuộc không thấy bác ở đâu hết trời. Bác nằm tốt ở ngoài, bác ôm mấy cô gái ở miền Nam đi qua ra ngoài, bác bóp vú sữa, bác bú vú sữa, bác không có đi vô con đường trong miền Nam mẹ vậy trời. Vậy mà con bắt đầu là kêu bằng là ca, bác cùng chúng cháu hành quân. Rốt cuộc rồi bắt đầu mấy bà này trở thành bà mẹ liệt sĩ, liệt dương, liệt âm. Rốt cuộc rồi già rồi còn có cái miếng đất nào, một cái thẻo thôi, nó trông cho vừa chết xong rồi nó chạy lại nó lấy luôn cái đất đó luôn. Đất mà trong khỉ ho cò gái nó cũng lấy luôn nữa, lấy cho những thằng công an xã bây giờ. Thì cũng ngục đó, thì cũng giao ba bốn đứa con của mình cho đảng đó. Bây giờ cũng vậy thôi nha. Chị Lisa ơi, ở Sài Gòn nó thực thi cái việc kiểm tra hộ khẩu để bóc hốt đi nghĩa vụ quân sự như chị nói rồi đó chị ơi. Ừ thì bây giờ nó kiểm tra hộ khẩu mà coi coi vấn đề là nhà đó bao nhiêu người, trai gái bao nhiêu, để mà vấn đề là nó nắm đầu nó cho đi chứ sao. Ừ chị ơi, ông Đinh La Thăng bây giờ bị kỷ luật cảnh cáo rồi cũng không có làm gì hết, cho làm phó ban kinh tế của trung ương kìa chị. Ừ tình báo Hoa Nam nó tận dụng thôi. Thì thằng Đinh La Thăng này sẽ giống y như là thằng Nguyễn Phú, thằng Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí 3S. Ngày xưa Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng trong khi cái nền kinh tế nó bị kiệt quệ rồi. Thì thằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng này làm ăn giỏi quá, cái miệng đi ăn mài hay quá, đi hết nước này tới nước kia để mà đi xin xỏ về, để mà vấn đề là giữ cho đảng được trong cái thời kỳ mà làm thủ tướng. Bây giờ đưa thằng Nguyễn Xuân Phát lên, tao nói ngày nào cũng đi vay tiền 200-300 tỷ hết trơn rồi. Cho nên giờ nó muốn đập đầu thằng Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên bởi vậy mà cho nên nó nhìn ở trong Sài Gòn nó thấy thằng Bi Thư Đinh La Thăng này cũng biết làm ăn nè. Bởi vì ở thời gian nó làm chủ tập đoàn vấn đề là dầu khí, nó gom cũng gần đâu cả mấy trăm đô la, mấy trăm tỷ đô la chứ nó phải ít đâu. Cho nên bây giờ thôi đi, thay vì tao giết mày cũng được, tao đưa mày vô để cho tao tận dụng mày, để mà mày làm vấn đề là phó ban kinh tế của trung ương. Phó ban kinh tế trung ương là gì? Bà đặt giáo bộ lấy cái chữ là trung ương chứ thiệt ra là phó ban kinh tế cho đảng đỉ, cho đảng cộng sản. Chứ bây giờ tiền đâu mà làm mà để trả. Cho nên chụp đầu được đâu mấy thằng này vô rồi bắt đầu cảnh cáo răng đe. Mày đừng có diễn biến hòa bình nha. Mày đừng có theo Mỹ nghe chưa. Mày phải nghe lời tao. Giả bộ theo Mỹ thôi. Bởi vì bây giờ Mỹ nó chuẩn bị nó bán cho tụi mình 26 chiếc F-16 rồi đó thấy không. Cho nên vấn đề là bây giờ là phải nịnh Mỹ lại Mỹ. Nhưng mà tuyệt đối không có theo Mỹ à. Bởi vì theo Mỹ là phải có tự do dân chủ. Cho nên mất mẹ nó đi cái đảng cướp mình. Cho nên vấn đề là giả bộ theo Mỹ thôi. Chứ không có theo Mỹ nghe chưa. Thôi đi, bây giờ tao dơ cao đến khẽ, tao kỷ luật vậy rồi. Nhưng mà tao thương tình là bởi vì đó là cũng biết hái ra tiền, cũng biết đi làm đĩ đực được. Cho nên đi vô làm phó ban vấn đề là kêu bằng là kinh tế cho tao. Chả vô trong làm phó ban kinh tế đi. Vô trong mà ăn mài được tiền nhiều rồi đó, giữ được đảng đó, thì tao làm thinh. Mà vô trong mà làm mà không được mẹ gì hết trơn á, thì bắt đầu là tao chụp mũ cho là vô làm phó ban kinh tế. Mà lòng nào vẫn là tánh nào thật nấy, vẫn là không bỏ cái tánh mà vấn đề là kêu bằng là làm sai, làm kỷ luật ăn á. Bởi vậy mà cho nên tao chụp mũ luôn, tao dồn hai tội lại để tao giết cho dễ một chút, chứ không có mẹ gì hết trơn á. Bây giờ là ngày xưa đó là nắm chủ tịch dầu khí rồi phải không, tập đoàn dầu khí rồi. Bây giờ tao cảnh cáo rồi, bây giờ không chịu trung thành làm phó vấn đề là ban kinh tế cho đảng, mà bây giờ vấn đề là vô trọng ở thủng tách nào tật nấy, bắt đầu là tìm cách để ăn phải không. Tao đập đầu cho mày chết luôn, tao giết cho mày chết mẹ mày luôn chó đó. Cho nên thằng đảng cộng sản là một thằng điếm đạn mà thôi. Lisa tưởng sao là nó đưa vấn đề là kêu bằng Lisa tiên đó, vấn đề là kêu bằng là đưa cái con hà mã tòng thiệt mốc, nhưng mà nó không dám đưa vô. Bởi vì người dân ở trong miền Nam toàn là dân có ăn có học, toàn là khôn ngoan không à. Đưa con hà mã này vô biết mẹ gì. Giả lại đưa con này vô, bữa đó nghe Lisa la, Lisa giúp đây là chơi cái màn khích tướng là nó vô nó sẽ nắm đầu mấy thằng đàn ông, mấy cái thằng làm lớn, mấy cái thằng ở trong miền Nam nó nhét ở trong hán nó. Cho nên bây giờ ở ngoài bộ chính trị mấy thằng già ngoài ngoài, thằng tổng lúc nghe cái bộ sợ rồi, đâu dám đưa cái con mà vấn đề là ở ngoài miền Bắc mà lý luận này vô trong miền Nam đâu. Cho nên buộc phải đưa một cái thằng ở Trà Vinh là thằng Nguyễn Thiện Nhân. Mà thằng Nguyễn Thiện Nhân này là nó đã từng đi du học ở bên Mỹ.
Nhưng mà có người cho Lisa biết là thằng này cũng là một con chó của tình báo của anh Nam. Bởi vì khi làm bộ giáo dục là chính thằng chó này nó kêu thay đổi mẹ hết trơn những cái sách giáo khoa. Tức là những cái câu mà thay vì là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, thì cái thằng Nguyễn Thiện Nhân này lúc mà còn là bộ trưởng bộ giáo dục thì nó kêu gọi mấy thằng giáo sư, mấy cái thằng phó giáo sư mà vấn đề là bưng bô cho đảng bắt đầu sửa mẹ lại hai câu sau. Tức là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Bác Hồ hơn mẹ, hơn cả cha, cho nên ta phải yêu thương Bác Hồ, chứ không có yêu thương cha mẹ, mẹ gì hết trơn á. Cho nên những này là cả bằng hai câu thơ cuối cùng á, là một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì bây giờ nó lồng vô là Bác Hồ hơn mẹ, hơn cha, cho nên ta phải kính yêu Bác Hồ. Đó. Cho nên vấn đề là kêu bằng là cái thời mà vấn đề là kêu bằng là giáo dục ở tại Việt Nam mà bạo học đường, rồi bạo lực học đường, rồi những cái chuyện mà đưa tiếng Tàu vào học đường cũng là do cái nguyên nhân là thằng Nguyễn Thiện Nhân này, lúc đó nó là bộ trưởng bộ giáo dục. Ở trong đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta công tâm mà nói, chỉ có thằng Nguyễn Thiện Nhân này là coi bộ một thằng mà có trình độ thôi, còn toàn bộ là lớp 3 trường làng cả. Bây giờ nó đưa cái thằng Nguyễn Thiện Nhân này đi vào thành phố Hồ Chó Đẻ để mà làm bí thư, thì chúng ta hãy từ từ coi như thế nào. Nguyễn Thiện Nhân nếu thật sự đi du học bên Mỹ, biết được cuộc sống bên Mỹ và nghe được tiếng nói của Lisa, thì hãy đi vào làm tròn trách nhiệm, mà đừng có a dua theo mà đập chùa mà phá miếu, đừng có a dua theo mà để đàn áp những người biểu tình ở tại trong Sài Gòn, ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ. Nếu mà làm không khéo thì coi chừng mã mồ của ông Nguyễn Thiện Nhân này Lisa đào lên hết trơn đó, nghe chưa. Mày có ăn có học mày sợ cái miệng tao nữa không Nhân nha. Mày là tên thiện tên nhân, tức là mày phải làm việc thiện, mày phải làm việc nhân đức nha. Đó, cho nên gần bùng mà không có hôi tanh mùi bùng. Trong cái vàng lãnh đạo bây giờ chỉ có thằng Nguyễn Thiện Nhân này là coi bộ cái mặt là có ăn có học thôi. Cho nên để coi coi vô trong thành phố Hồ Chó Đẻ làm bí thư có trông coi như thế nào nha. Làm bí thư của thành phố Thành Hồ Hồ Chó Đẻ đó đi coi sao. Làm mà chịch mắt me một cái đi thì Lisa sẽ lôi đầu ra để Lisa chửi. Tao mà chửi một cái rồi đó là cao tàng cố tổ mà của mày đó là 36 họ cha 33 họ mẹ mày cũng phải chết với tao đó. Mày thấy tao chửi thằng Trọng Lú không? Tao chửi mà ngóc đầu không lên mày thấy không? Tao chửi mà tới nỗi đầu bạc trắng hết trơn rồi, Lạng Quảng Lâm cũng bạc mẹ nó luôn rồi mày thấy không? Tao chửi mà tới mức độ mà nó cỡ nào nhớ nha. Rồi nội cái mà tao thấy mà vấn đề là cái bằng là không được rồi đó. Vừa mới là đưa vô làm bí thư thành phố Hồ Chó Đẻ cái là chạy lại bến nhà rồng mày thăm gì đặng. Bến nhà rồng bây giờ đâu còn là bến nhà rồng đâu. Mày nhìn kỹ đi, những con rồng mà của Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm bây giờ trở thành rồng lộn mẹ đó trơn rồi. Mày coi con rồng ở ngoài vậy đó, vậy đó. Con rồng ở ngoài Hải Phòng nó trở thành con rồng lộn mẹ nó rồi. Mày đọc ngược nó đi coi rồng lộn là gì. Mẹ nó ra bài đặt đi ra thăm bến nhà rồng. Ra thăm bến nhà rồng rồi có mấy em những đây là kêu bằng rồng lộn ở ngoài đó phải không. Có mấy em mà những đây là gái rồng lộn mà đi ra ngoài lộn với mấy em ở ngoài đó phải không. Chui vô mấy cái rồng lộn của mấy em phải không hả. Khốn nạn à. Tao chửi cho tụi mày chết nghe chưa. Ở Đà Nẵng á, sau khi nó thổi cái bong bóng bự lên, tức là đất ở ngoài Đà Nẵng là đất vàng. Rồi bây giờ không biết làm sao chuẩn bị cái cơn bong bóng ở ngoài Đà Nẵng nó bị nổ tung ra. Sau khi con vợ bé của thằng Quỳnh Đức, vấn đề là thơ, nó xẻ đảo, nó xẻ đất, nó bán, nó hốt được một chập tiền. Rồi bây giờ cái cơn bong bóng nhà đất ở ngoài Đà Nẵng chuẩn bị sắp vỡ tung. Tại một số nơi giá đất tăng gấp 2, gấp 3, thậm chí lên tới gấp 10 lần. Có một trường hợp chỉ sau một đêm chủ nhà đất tăng lên là 200-300 triệu đồng một mét vuông. Tức là ngủ đêm nay 100 triệu đồng, không biết nằm mơ thấy gì đó. Chắc trong tương lai Tàu Cộng nó qua, nó lấy cái thành phố Đà Nẵng trở thành Chinatown, tức là trở thành phố của Tàu. Cho nên ngủ đêm nước dậy tự động người dân ở Đà Nẵng đó nói, ê nghe, đất của tao là chuẩn bị nha. Nghe nói là chuẩn bị có một anh Tàu vô, chuẩn bị xây một cái siêu thị thành Chinatown. Cho nên đất của tao là tự động bây giờ thay vì 200 triệu một mét vuông, bây giờ là đất của tao phải lên 500 triệu một mét vuông. Ai mua mua thôi, tao không bán.
bắt đầu là người này đồn với người kia, bây giờ tự động người dân ở ngoài Đà Nẵng thổi mẹ nó lên hết trơn. Tức là thay vì đó là cái giá đó là căn nhà chừng 2 tỷ thôi, thì người dân ở Đà Nẵng giờ nó thổi mẹ lên căn nhà lên 10 tỷ. Đúng rồi. Đúng đó. Những người dân ở tại Việt Nam á là vấn đề là phải làm vậy cho Lisa, không có cần đâu, bởi vì nó ép giá quá mà. Người dân ở ngoài Đà Nẵng người ta khôn. Người ta giả bộ, người ta đồng loạt, người ta nâng cái đất người ta lên như vậy, cho nên nếu mà tụi Tàu hay là cái đảng Cộng sản mà muốn vô cướp nhà người ta mà đền bù rẻ mạt là người ta chửi, người ta nói mày nghĩ sao? Miếng đất của tao 200 triệu mét vuông, mày thường cho tao có 50 ngàn tiền thằng già hồ, mày đem về mày mua nhang, mày thắp cho con gái mẹ mày đi, mẹ nó ra mày làm như là mẹ nó ra mày khốn nạn vậy. Cho nên là những người ở Việt Nam phải kê khóc lên như vậy cho chị. Ngủ một đêm thức dậy là một mét của mình nó là phải 200 triệu hoặc là 500 triệu. Phải trừ hao với cái đảng Cộng sản mới được, trừ hao với những cái thằng chó đẻ ở những đây là quan quyền mới được nha. À, chị ơi, xe tang bốc cháy ngùn ngụt ở giữa quốc lộ kìa chị. Chiếc xe tang chở thi thể người quá cố đang đi đến nơi hỏa táng thì bất ngờ phát hỏa. Giao thông ở quốc lộ 1A nó tắt đó chị ơi. Ừ, chắc là bị chết quan ở trong tù, bị cái lũ chó đẻ công an đánh nè. Cho nên tức quá tự nhiên nó phát mẹ hỏa lên, nó cháy vậy đó nha. Chị ơi, tàu lạ nó xả bùn thải ra ngoài biển Nghệ An nữa kìa chị. Trời ơi chị ơi, nghêu sò ốc hến cá chết trắng ở tại biển. Vấn đề là kêu bằng là ở tại Kiên Giang hết trơn rồi kìa chị ơi, là chị. Chị ơi, ở tại Vĩnh Phúc tử vong tại nhà riêng sau một ngày làm việc với công an đó chị. Chị ơi chị, tổng cục tình báo bây giờ nó phanh phui vụ bê bối tình dục kìa chị ơi. À, nó cho biết là tình báo viên là Phan Văn Anh, là anh Vũ. À, Phan Văn Anh Vũ là bí danh là EV75, Bùi Cao Nhật Quân bí danh là NQ82, cùng công ty vấn đề là cái bằng Bắc Nam 79 trá hình của tổng cục 2 đó chị. Ở trong chế độ là nó như vậy đó chứ sao nha. Ở trong chế độ đảng Cộng sản Việt Nam là nó như vậy đó. Chị đã cảnh báo rồi, chị đã nói là muối hay cái gì đó là ở Việt Nam là cũng đâu có còn. Chị còn nhận được một cái bản tin đó là chiếc tàu của thằng Tàu Cộng đó, nó cập cái bến Nhà Rồng, nó cập ở cái cảng của Việt Nam đó. Nó giả bộ, nó nói là nó thăm thôi, chứ thiệt ra ở trong chiếc tàu đó nó chở súng, nó chở tên lửa. Mà chị không, chị, nó chở vô như vậy đó. Chị Lisa ơi, là chị, trời ơi, chắc em chết chứ sống không nổi với cái đảng Cộng sản nữa chị ơi, đảng đỉ chị ơi. Trời ơi là trời, gia đình không có làm ăn được mà bây giờ nó vô nó kêu phải đóng an ninh quốc phòng 120 ngàn kìa chị, mỗi hộ đó. Rồi bây giờ đã đời rồi mới đóng hôm qua, bữa nay nó vô nó nói rằng là bây giờ phải là đóng tiền chống thiên tai mỗi người 15 ngàn nữa chị ơi, là chị. Trời ơi, chịu này sao sống nổi được. Nói mẹ là tôi không có tiền. Không có tiền, tôi không có tiền tôi đóng. Làm gì nhau đó. Bất lông được trừ đi đó. Không có tiền mà làm gì đâu. Đóng tiền gì. Cho nên không đóng mẹ chứ. Gặp chị vô chị nói trời ơi tôi làm ăn khổ quá, đập mẹ dĩa hè hết trơn rồi, đập phá dĩa hè rồi. Mẹ nó ra cái thằng vấn đề là Hải, thằng Hải Cẩu nó đập phá dĩa hè sao hay quá, bây giờ trở lại vấn đề là kêu bằng là Iran vậy thôi. Người dân Việt Nam mày đập mày kệ mẹ mày, mày lon lỗ kệ mẹ mày, bây giờ ra vẫn buôn bán tấp nập, nó nhộn nhịp còn hơn là trước khi mà dẹp dĩa hè. Bây giờ chị ngồi hôm qua tao cho chị coi quay cái livestream cho chị coi luôn, chị ngồi chị cười quá trời, trời ơi chị vỗ ta chị cười. Ta nói cái đảng Cộng sản là cái lũ phá hoại nha. Chị Lisa ơi, mấy thằng công an quận 9 nó mất dạy lắm chị. Người dân để bản hiệu thuốc Tây, dịch ra một chút xíu là nó giật, nó hốt đồ đạc của người ta, khiến cho người ta phải mất của cải. Thằng nào cũng là cao to mà đi hốt đồ của người dân kìa chị. Chửi chết mẹ nó cho chị. Chửi nó cho chị.
Chị ơi chị, bây giờ là vấn đề là lệnh của Trung ương là phải huy động trong dân 6 triệu tỷ đồng để mà tái cơ cấu kinh tế kìa chị ơi, là chị, ừ, kinh tế của nó sắp lụng bà chài rồi nha. Chị ơi, 18 linh mục đã phản đối đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục kìa chị. Ừ, chị ủng hộ. Tất cả vấn đề là những cái người cha mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ phải, vấn đề là kêu bằng là ủng hộ những cái cha này. Tôn giáo đóng một vai trò rất là quan trọng với cái tình hình hiện tại. Nha. Nha. Đóng rất là quan trọng. Chị ơi là chị, công an ở Phú Quốc nó đã lộng quyền, nó tự ý khai thác cát ở dưới dòng sông để nó bán cho Tàu Cộng kìa chị ơi là chị. Đó, những thằng gọi công an này vi phạm ai xử lý? Thằng Lê Đình Sinh, đội trưởng đội tổng hợp công an huyện Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, nó bảo kê cho xe bến tải đó chị, nó hút cát để nó bán cho thằng Tàu. Ừ. Ở Việt Nam bây giờ nó loạn mạnh, thằng nào nấy buôn bán thôi. Nha. Yeah. Chị Lý Sào ơi, em nói cho chị biết thôi, trong ngành em mới nói nha chị. Em vừa đi xuống phường hay là đi đâu đó, em đưa một tờ giấy để lấy ý kiến đánh giá bảng xếp hạng thôi là phải đưa nó 50.000. Mà chị nghĩ đi, một người cầm một tờ giấy trắng thôi là phải đưa nó 50.000, mà nhiều người như vậy là bao nhiêu? Chị ơi là chị, trời ơi, nhóm thanh niên dùng gạch đá vây đánh hai thằng công an, máu đầu nó chảy ra y như là cờ thác vậy đó chị ơi. Ngày 10 tây tháng 5 2017 nha chị, một nhóm thanh niên đã dùng gạch đá liên tục tấn công hai chiến sĩ công an đến nỗi mà chảy máu đầu, lỗ máu đầu luôn chị ơi. Đất ta nói tơi bời qua lá luôn nha chị. Chị Lisa ơi, đã kiểm chứng trái tại doanh nghiệp tư dân, tư nhân thành thương mại, sản xuất thương mại Hồng Nghĩa, huyện Bình Chánh vào lúc 2 giờ nha chị. Ừ. Chị ơi, thứ tư 10 tháng 5 cán bộ phòng đăng ký đất đai tử vong ở trong phòng, không biết làm sao mà miệng nó sùi bọt mép, công nhận chị tụng kinh hay thiệt. Chị ơi, chiều 9 tháng 5 nhóm thanh niên tấn công cảnh sát ở tại Quảng Ninh đó chị. Chị ơi, âm mưu tuyệt tôn tuyệt dốc dân tộc Việt Nam do thằng chó đẻ Tàu Cộng này nó đưa qua, nó bắt buộc là phải tự nguyện nộp 2 triệu đồng thì mới được làm giấy khai sanh cho đứa con mà sanh ra đứa con thứ ba đó chị. Thì nó bắt phạt chứ sao, ai biểu ban đêm không chịu nằm ngủ, tối ngày nghe máy bay nó bay hay là tối ngày nghe ở ngoài đường cảnh sát cơ động nó chạy rầm rầm rồi cái bắt đầu ở trong đây nập nở, không có chịu ngủ. Không có chịu ngủ. Cho nên lòi con ra thì bây giờ phải đưa tao 3 triệu. Làm cái giấy khai sanh là phải 3 triệu. Rồi lỡ rồi nó lấy 3 triệu nó nuôi cho lớn lên nó đập cũng chết. Nó đập cũng chết thôi. Chị ơi, cư dân tòa nhà My Pass Long Biên đã xuống đường biểu tình phản đối phí dịch vụ tòa nhà kìa chị. Ừ. Ừ. Mấy cái phí này là con ông cháu cha không à, yên tâm đi. Mấy cái tòa nhà này nó do bộ nó dụ đó nha. Ừ. Nó toàn là nó dụ không à. Chị ơi, có biết tin này không chị? Em đọc cho chị nghe. Tại sao ông Đinh La Thăng ông làm sai, toàn dân ai cũng phẫn nộ, mà bây giờ lại cho ông làm phó ban kinh tế trung ương của đảng vậy chị? Trời ơi, thì nó dụ thôi. Nó dụ đó, nó thịt bên mấy hồi, thằng Đảng Cộng sản nó mưu mô lắm, nó thủ đoạn lắm. Nha, yeah. Đừng có nghĩ rằng là nó như này là nó ấy, nó có bỏ qua đâu. Chị ơi chị, vụ công an xã đánh chết học sinh lớp 9, bây giờ người ta đòi làm lớn chuyện ra, báo chí nó đăng, nó nói nó mệt mỏi lắm rồi. Nói trước tòa cha mẹ em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9 bị đánh chết, mong tòa xét xử công bằng không lọt tội phạm. Họ nói mỗi lần ra tòa là nhớ đến người đã khuất chịu không có nổi kìa chị ơi. Ừ, giá bộ nó làm màu vậy thôi. Gia đình của anh Tấn cũng vậy, cũng phải mạnh lên.
Chị ơi chị, không biết ma nhập hay thằng Hồ Chí Minh nhập vô chiến sĩ công an nào là sao mà tự nhiên tông đuôi vào xe của người ta. Chị ơi, xe đang kéo như vậy, chiến sĩ công an tử vong tại chỗ. Chị ơi, chiến sĩ công an tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe máy của đồng chí đã tông vào đuôi xe, đầu kéo đậu ở bên đường. Người ta đậu như vậy, chiếc xe trình hình như vậy mà không biết bị ma nhập hay Hồ Chí Minh nhập mà tự động nó tông vô trong xe. Chị ơi là chị, ừ, cô hồn nó nhập vô thằng thiếu úy này nè. Cho nên tự nhiên xe người ta, xe máy người ta, xe tải người ta đang đậu vậy, tự nhiên đi đâm vô chi với ông nội, để cho dở sọ mẹ chết tươi vậy. Tội nghiệp thiệt, chết đi, chết con đỡ con lo. Tao cho chết hết đó. Thằng này chắc cũng là bạo chúa lắm nè, cũng là quánh con người ta trong đồn công an chết, cho nên quan hồn yểu tử nó mới bắt đầu tức quá, nó xô mẹ đầu vô. Tức là thay vì nó chờ cho đang chạy xe vậy, cái nó nhập cái dông nó vô, bắt đầu nó đã hú ga lên để cho tông vô cái xe, cho mày chết mẹ mày luôn, cho bỏ tật. Chứ tao có thằng nào mà khùng mà cái xe mà đậu trình hình vậy mà tự nhiên đâm đầu vô mà cho chết tại chỗ đâu. Chị ơi chị, công an tỉnh An Giang nó đang tập trận, nó đánh cái gì mà em nghe tiếng bom, tiếng đạn rầm 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 ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nhà em ở phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, giáp ranh với Châu Thành, cho nên mùi thuốc súng bay đầy đặc hết trơn ở trong nhà. Chị ơi chị, nói cho mọi người An Giang đề phòng nha chị, thì thằng Campuchia chuẩn bị nó tràn qua đó. Cho nên bây giờ đặc biệt những cái tuyến đường như là ở tại Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang là phải tập trận chứ sao. Chị Lisa ơi, phẫn nộ công ty Tàu Cộng hoạt động ở Thái Nguyên nhưng chính quyền không biết gì hết kìa chị. Chị ơi, nghe nói Phật giáo Hòa Hảo đã biểu tình trước cửa nhà của chú Vương Văn Thả để mà vấn đề là không cho Cộng sản bao vây để người ta tiếp tế kìa chị. Chị Lisa ơi, chị Lisa, thằng công an xóm em nó bị người ta cắt cổ, nó lạc lìa chết rồi kìa chị ơi. Chị ơi, con vợ của nó còn bị người ta tạt axit luôn đó nghe chị. Thằng chó đẻ này công an xã nó tên là thằng Nghĩa, còn con vợ của nó tên là con Trang. Cho nên hai đứa lấy nhau, tụi bay tên Nghĩa tên Trang, thành ra Nghĩa Trang. Tụi bay chết mẹ tụi bay là đúng rồi. Đời thở đề nay mày tên Nghĩa là mày phải lấy một con vợ mày tên là Tình, Nghĩa Tình, hay là mày lấy con vợ mày tên là, vấn đề là kêu bằng là như thế nào đó. Chứ mày lấy con vợ mày vấn đề là kêu bằng là tên là Trang, bởi mày tên Nghĩa nó là Trang thì trở thành là Nghĩa Trang lạnh lùng, đúng rồi con ơi. Bỏ tật mày ớ ngục ớ dừa. À, tao nói ngu là như vậy đó nha. À, tao cho mày bỏ tật đi nghe chưa. Chị ơi chị, dầu khí bây giờ thuộc về quân đội, bảo việt bảo minh đều của nhà nước. Vừa rồi ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bảo việt nó cho nhân viên từ nam ra bắc gần 20.000 người đi tắm biển ở ngoài miền Trung. Đầu tiên chỉ có bảo hiểm bảo việt thôi, bây giờ bảo minh là một phe tách ra từ bảo việt. Cho nên vừa rồi trái quá nhiều, cho nên bây giờ thằng bảo hiểm nó ra lệnh là cho nhân viên của nó phải thông báo là không có được bán bảo hiểm cho những cao ốc, những văn phòng, những cơ quan, những công ty ở nước ngoài. Bởi vì nó sợ là chị đưa chương trình ba sạch, nó không có tiền trả kìa chị ơi. Bây giờ nó không bán bảo hiểm thì chúng ta cũng phải đốt sạch cho chị, để cho những thằng nào mà lợi dụng công nhân Việt Nam đi vào để bóc lột sức lao động của tụi em, để mà không trả lương cho tụi em, là tụi em đốt cho nó phải cuốn cờ nó chạy đi cho chị, để coi nó chịu nổi hay không. Làm lớn lên đi nha. Biết nói gì thêm trước nỗi đau ngút ngàn và sự thất vọng tột độ của người dân khi đất nước đắm chìm trong hố sâu vực thẳm, nơi mà mỗi con dân hiền hòa lương thiện Việt Nam không sao thoát khỏi đói rách tội tù, kìm kẹp tinh thần, đành bất lực cam tâm chấp nhận định mệnh quái quâm và nghiệt ngạ, nơi mà tất cả đều có nhà nước cộng sản nợ máu đối với nhân dân, là kẻ thù chẳng đội trời chung với người dân. Cho nên bây giờ mọi người đang rên xiết, ai ai tới đồn công an thì cũng bị giết, ai ai cũng không sống với chế độ tà quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đàn áp tôn giáo, chúng đàn áp nhân quyền. Như vậy tôi thấy rất là đau lòng Lisa ạ. À, đúng vậy. Chị ơi, sách giáo khoa chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ của thằng Tàu Cộng, tại sao không phải là cờ của Việt Nam? À, trả lời cho em là bởi vì nước Việt Nam đang nằm vào thằng Tàu Cộng nha. Đang nằm vào thằng Tàu Cộng vậy thôi à. Đó.
Chị ơi, xôn xao clip đánh với công an ở Móng Cái kìa chị. Ừ, bây giờ là cứ việc là bất tuân pháp luật cho chị, cứ đánh đi. Cô Lisa ơi, là cô Lisa. Cô ơi, con không biết đi học hay là đi đóng nợ nữa. Bây giờ nó bắt má con, bắt gia đình con đóng tiền già tùm lum hết trơn. Hết tiền quỹ đội, tiền ủng hộ học sinh khuyết tật. Rồi bây giờ tiền ủng hộ bạn nghèo. Rồi bây giờ tiền dọn dẹp vệ sinh trường. Rồi bây giờ kêu tụi con phải đóng tiền để mà xây dựng cái toilet nữa cô ơi. Bởi vì ở trong trường toilet nghe nói bị hư. Mỗi lần đi cầu hay gì đó thì nước tiểu tự nhiên nó thúi dậy sóc bơm bo. Như vậy đó cô. Ừ. Ở nước Việt Nam bây giờ xong rồi đó. Nó bị ô nhiễm từ biển, các bạn thấy không? Lisa nói hay lắm mà. Chị ơi, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng từ chối. Từ cuối năm ngoái, hai dùng mạng viễn thông quân đội Viettel đã nhắn tin SMS đến các số của người tiêu dùng chiêu dụ hình thức cho vay tiền, không phân biệt người già trẻ. Số điện thoại của em, một học sinh cấp 3 năm 2000, cũng nhận được tin nhắn với số tiền lên tới 40 triệu, trả dần trong 3 năm, mỗi tháng trả 1.650.000. Chị nói giùm em giải thích cho mọi người cái thông tin này. Nó nói như vậy, nó dụ vậy thôi. Gia đình của em, má em có để sổ đỏ lại không? Nếu mà có để sổ đỏ lại thì nó lên nó cho em vay. Chứ tự nhiên thì không, em không có tiền, chân trên răng dưới có Hồ Chí Minh, sao nó cho em vay? Mà em mà đặt em giá bộ em đi vay. Nếu mà trên răng mà có dưới có Hồ Chí Minh mà nó cho đi vay thì em cũng đi vay cho chị đi rồi giật luôn. Chị nghĩ không có đâu. Tức là em phải có sổ đỏ, sổ hồng, có đất cát nó mới cho vay. Khi mà vay xong rồi đó là kể như hả, là kể như cái nhà của em trị giá 2 tỷ, nó cho em vay chừng có 500 triệu thôi. Rồi nó giá bộ nó cơi lời là em có tiền, nó tới nó lấy mẹ nó cái nhà của em, nó phát mãi nó bán. Tịch thu luôn cái nhà của em. Chị Lisa ơi, tối nay chị lên chương trình chị nói cho mọi người biết tin này nha. Trung Quốc lính hải quân khoảng 25-26 tuổi đã đến chợ Bến Thành đông lắm rồi chị ơi. Có cả công an đi theo bảo vệ, có ông tướng Trung Quốc luôn đó chị. Nó đậu xe ngang ngược ở trên lề đường chợ Bến Thành, cảnh sát giao thông như con chó. Lúc nào không dám nói gì hết trơn, cho đi luôn chị ơi. Trời ơi là trời, em nghe nói là ngày 7 tháng 5 có tụi nữ Tàu Cộng rải trường đơn ở chợ Bến Thành kêu gọi ủng hộ Đài Loan, đừng ủng hộ Tàu Cộng. Nó bị an ninh chìm của thằng Cộng sản Việt Nam bắt và theo dõi đó chị. Ừ. Chị ơi chị hãy nên nói về vụ ông Vương Văn Thả bây giờ sao rồi chị? Thì chị nghe nói là cả vấn đề là Phật giáo Hòa Hảo người ta đang chuẩn bị, người ta đi tới để mà người ta bảo vệ cái ông Vương Văn Thả này. Chị cũng đã nói rồi. Chị đã nói rồi. Chị nói mà nếu mà vấn đề là kêu bằng là mẹ đảng Cộng sản Việt Nam mà nó còn cố tình để mà vấn đề là kêu bằng là nó đàn áp nữa thì kể như là ông Vương Văn Thả này tự chết. Ngày xưa đó ông vua đó là Tần Bà Sa La ở bên Ấn Độ đó, là cha của Thái tử A Xà Thế. Cái Thái tử A Xà Thế là một người ngang ngược, bạo ngược, vô thần, cho nên cướp ngôi vua. Sau khi cướp hai lần bị thất bại thì vua cha không muốn cho con của mình mang cái tội mà vấn đề là kêu bằng bất trung bất hiếu, giết cha để xóa ngôi, cho nên ổng đòi từ chức để truyền cái ngôi lại cho vấn đề là Thái tử A Xà Thế lên để làm vua. Sau khi mà A Xà Thế lên để mà làm vua rồi thì nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới xúi vấn đề A Xà Thế này là phải coi chừng cẩn thận. Ổng giả bộ, ổng dụ cho mày lên ngôi thôi chứ ổng sẽ giết mày trong vòng nay mai. Cho nên bằng cách là bây giờ phải chặt đi vấn đề là kêu bằng tay chân của ổng, bằng cách nhốt ổng vô trong lao tù. Cho nên A Xà Thế mới bắt cha ruột của mình nhốt ở trong nhà, nhốt ở trong một cái căn phòng, giống như là cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản bây giờ nó nhốt cả gia đình của ông Vương Văn Thả ở trong một cái nhà như vậy, không cho ăn, không cho uống gì hết. Rồi bà vợ của ông, vấn đề là vua Tần Bà Sa La, tức là bà Vi Đề Hy đó, bà mới thấy tội nghiệp quá, bà mới là bắt đầu là lấy bột với sữa bà tắm sạch sẽ rồi bà trét ở trên người bà để bà đi vô trong cái giáo bộ bà thăm để bà cho ông vua mà Tần Bà Sa La liếm ba cái sữa được kia để sống qua ngày. Nhưng mà rồi sau đó nó nhốt chừng khoảng 15 ngày, nó thấy ông vua là Tần Bà Sa La không có chết,
tức là cha của nó không có chết. Bắt đầu nó phát hiện được, nó mới biết rằng là mẫu hậu, tức là bà Vi Đề Hy, đã lấy bột sữa để mà trét trong người, để mà đem vô để cho vấn đề là cha ruột của nó là ông vua Tần Bà Sa La ăn. Cho nên nó cấm mẫu hậu của nó không đến thăm nữa. Và nó ra lệnh là mọi người phải lấy dao vô để mà khứa mấy cái chân của ổng, mấy cái da của ổng, để cho máu nó rướm ra, rồi sát muối vô cho nó rát, để mà vấn đề là Tiêu Bằng là trừng trị cái tội mà vấn đề là không nghe theo nó. Ông vua Tần Bà Sa La khổ quá, bắt đầu ổng hướng về cái núi Linh Thú, nơi của Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca tu. Ổng mới ngồi đó, ổng cầu nguyện để tìm một cái giải pháp, để mà ổng vấn đề là Kêu Bằng là ổng muốn chết mà chết không được. Thì bắt đầu Đức Phật Thích Ca mới là bắt đầu là nhìn thấy được, bắt đầu mới tới dạ cho ổng, nói rằng là ông phải nên để tịnh cái tâm lại, mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà Đức Phật A Di Đà sẽ đưa ông về Cực Lạc. Nhưng mà phải để cái tâm nó tịnh lại. Cho nên ông Tần Bà Sa La ổng nghe lời của Đức Phật, ổng để cái tâm ổng thật là tịnh lại, giống như gia đình của ông Vương Văn Thạ, mọi người đều ngồi chắp tay để mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy. Đó là câu chuyện của Phật giáo. Tới chừng khi mà cái thằng mà A Xà Thế con nó bị bệnh, nó chạy tới rồi, thì bắt đầu là bà Vi Đề Hy mới nói rằng ngày xưa con bị bệnh mà mẹ nói rồi, cha của con cũng bà đặt chạy tới. Lúc đó vấn đề là con thiếu máu, cha của con phải vấn đề là cắt máu ra để mà vấn đề là lấy máu để mà vấn đề là cho mẹ nuôi con. Cho nên nó mới tỉnh ngộ vậy, nó mới chạy lên trởm, nhưng mà nó đã quên cha của nó đã bị chết. Tức là ông Tần Bà Sa La đã chết ở trong ngục, chết ở trong cái tù của nó. Sau này nó hối hận, đã muộn rồi. Cho nên câu chuyện Phật giáo bây giờ không ngờ thế kỷ 21 mà bây giờ nói lại vấn đề là đối xử với gia đình của ông Vương Văn Thạ. Chỉ có một ông vua Tần Bà Sa La bị nhốt không cho ăn uống, mà câu chuyện đó thời của Phật Thích Ca tới bây giờ người ta còn truyền tụng. Còn cái đảng khốn nạn, cái đảng chó đẻ, cái đảng trâu bò Cộng sản Việt Nam bây giờ, nó để cả gia đình vừa bà già vừa trẻ em, vừa người tàn tật, vừa người bệnh hoạn, vừa trẻ thơ, mà trong một cái căn phòng mà nó không cho ăn uống như vậy, thì các bạn biết nó ác tới mức độ nào. Bởi vậy ở trong nước Việt Nam, Lisa nói thật, chỉ có tôn giáo mới có thể đứng lên để mà kêu gọi toàn dân, để mà đứng dậy nổi, để chống lại cái đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Còn tôn giáo mà không chịu đứng lên, mà cứ phô trương cầm xe qua chạy ào ào ngoài đường, đánh trống khua chiêng, làm những cái vòng hoa cho thật là khang trang để mà tôn thờ cho chế độ, thì kể như là Phật Pháp đã bị bác bỏ. Ở Việt Nam tu chỉ có đa số là tu bên thiền tông, hoặc là tu ở bên tịnh độ. Mà các bạn biết là tịnh độ là đa số, bởi tịnh độ là gõ mõ, là tụng kinh, là để cho cái tâm mình thanh tịnh. Tại sao gọi là pháp môn tịnh độ? Tại sao vậy? Bởi vì tịnh tức là phải để cái lòng của mình phải im lặng. Tịnh là phải để cho nó trong sạch. Và độ là phải cứu giúp độ cho tất cả bá tánh chúng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn mà chúng ta phải để cái tâm chúng ta lắng đọng xuống, để chúng ta tu và chúng ta giác ngộ rồi thì không những tu cho bản thân mình mà còn phải cứu độ chúng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ là nó như vậy. Còn bên thiền tông tức là quán niệm hơi thở của mình, tức là hãy để cho mình trầm lắng xuống, không bị chi phối ở bên ngoài. Cứ việc hít vô là Nam Mô hay là A-di, và thở ra là Đà Phật. Cứ A-di Đà Phật, A-di Đà Phật, để cho hơi thở mình nó ra vô, nó ra vô, để mà mình bình tâm, mình an lạc, mình quán niệm hơi thở, mình quán sát hơi thở và quán sát những gì đó, thì tự nhiên trên cái não của mình sẽ phát ra một cái sự mà vấn đề là Kêu Bằng là cao. Mình hiểu được đời. Có nhiều người ngồi thiền có thể đi ngao du sơn thủy cũng được. Đó là những bậc là đã đạt tới thiền sư. Nhưng mà ở tại Việt Nam, mấy ông ở Việt Nam đâu có ông nào mà gọi là tu tịnh độ.
cửa chùa bây giờ nó có yên ổn không? Thấy cửa chùa giờ nó có trong sạch không? Toàn là quỷ ma trà trộn vô không? Cái thùng tam bảo là phải bóp cái ống khóa là kêu bằng quỷ ban phải giữ một chìa. Ở trong chùa đó là ông hòa thượng đó, bà ba là phải giữ một chìa. Nó sợ mấy ông hòa thượng này lén mở tủ tiền ra để lấy tiền. Mấy ông hòa thượng quốc danh cũng đâu có vừa, bắt đầu là chơi cây thước dẹp dẹp dẹp, bắt đầu là để keo cho nó dính vô, bắt đầu thọt với cái kẻ, bắt đầu là nhúng tiền ở trong chẩm cho nó dính tiền, nó hút vô trong cây thước rồi kéo lên, bắt đầu là cái bằng là lấy tiền ra. Cho nên bây giờ nó sợ làm cái kiểu đó. Bây giờ nó lắp ráp camera ở ngay trong chùa luôn, để ngay cái thùng tiền nó luôn, coi coi có ông nào, có thằng nào mà sư quốc danh mà tới mà thọt cây thước xuống để mà rút tiền. Cho nên tịnh độ là nó như vậy đó. Nhưng mà ở Việt Nam đâu có tịnh độ. Ở Việt Nam không có tịnh độ. Chúng sanh hay là các vị cao tăng hay là các vị tỳ kheo ở Việt Nam phải cái tâm mình tịnh đã. Khi mà mình tịnh cái tâm rồi thì mình mới về được cõi tịnh. Còn cái tâm của những người ở Việt Nam vẫn còn sợ Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn ô uế, vẫn còn chấp ngã, thì không bao giờ mà đi về được tịnh độ cả. Bởi vì cái nghiệp chướng mỗi ngày nó một sâu nặng thì làm sao nó thành tựu được. Cho nên muốn sinh về mà cõi tịnh, muốn làm pháp tịnh độ là nghiệp chướng mỗi ngày phải được tiêu trừ. Còn cái này ở Việt Nam nghiệp chướng càng ngày nó càng chất đầy lên. Chỉ cần theo lời của ma vương để cho ma vương nó xỏ mũi. Đồng ý rằng khi Đức Phật thành đạo cũng có ma vương lại. Nhưng khi ma vương lại, Đức Phật đã lấy ma vương làm bạn đạo, tức là phải nói để cho mày phải nghe tao, chứ không phải để cho ma vương nó lộng hành như ở tại Việt Nam. Không phải để cho ma vương nó lên trên chánh điện của Phật để nó ngồi ở trên trển như vậy. Khi Đức Phật thành đạo rồi, tất cả những loại ma vương nó tới, nó nói thôi ông tu được gì. Ông tu rồi giờ cũng đâu có giúp được gì. Không phải ông tu cho bản thân ông đi, ông đừng cứu mọi người. Thì Đức Phật mới nói ta lấy ma vương làm bạn đạo. Nghe nói các ngươi là ma vương, vậy các ngươi tới đây kêu ta không cứu độ chúng sanh với lý do gì? Ta ra đời chỉ có một nhân duyên duy nhất, đó là khai thị cho chúng sanh, để chúng sanh tìm con đường giải thoát. Bởi vì sống trong một cái chế độ, sống trong một cái cõi ta bà này, con người phải chịu sinh, lão, bệnh, tử là khổ. Cho nên ta muốn tìm con đường giải thoát. Cho nên những ma quân của các ngươi đừng bao giờ đến để thuyết phục ta hoặc là cám dỗ ta, kêu ta phải là không phổ độ chúng sanh. Cho nên tất cả ma vương hãy nên quỳ xuống mà phải nên làm bạn với ta, phải nên nghe lời của Thế Tôn. Cho nên những con ma vương từ từ nó biến đi hết. Cho nên lấy ma vương làm bạn đạo là ở cái chỗ đó. Ở cái chỗ đó đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Tại sao chúng ta gọi là tịnh độ? Bởi vì tịnh độ là một cái nơi mà người ta gọi là thanh tịnh. Cho nên những người tu tịnh độ chỉ có một nhân duyên duy nhất. Chỉ có một nhân duyên duy nhất, tức là cầu làm sao để về cực lạc. Hello? Khùng điên, nói những chuyện tào lao, âm binh. Âm binh thì mày về mày kiếm gái mẹ mày đi, đồ mất dạy. Chị ơi chị, hôm nay chị nói hết giờ rồi chị ơi. Ừ, hết giờ rồi hả? Ok, vậy thôi, hết giờ rồi thì thôi. Hôm nay chị nói hết giờ rồi à? Ừ. Thôi, hết giờ rồi, để dịp khác chị sẽ nói. Mày về mày hỏi thằng cha con gái mẹ mày coi tại sao mày biết khùng điên mà cho nên mày nói chuyện vậy hả, thằng khốn nạn kia? Hả? Sao? Mày không dám chửi à? Thằng Nguyễn Khang chửi không? Sợ rồi à?
Sợ thôi, dẹp mẹ mày đi. Gọi vô mà tưởng anh hùng lắm, tưởng chơi lộn với ta nhà không dám chửi, thôi lóc mày luôn. Ok, chương trình tới đây là hết. Đã lố phút, 5 phút lố rồi. Lisa hẹn gặp lại quý vị chương trình ngày mai. Có dịp Lisa sẽ nói về tu tịnh độ như thế nào và cực lạc quốc độ ra làm sao. Tại sao Đức Phật Thích Ca lại nói về thế giới cảnh giới của cực lạc? Cực lạc là nơi đó không có khổ. Nơi đó chỉ toàn là những cái nơi sung sướng, thanh tịnh. Chứ không phải tu giống như ở Việt Nam mà đặt giáo bộ để tu tịnh độ, nhưng mà trong lòng không có tịnh độ. Tâm yên ý mã. Tâm yên ý mã là gì? Tâm yên ý mã tức là cái tâm nó giống như là con vượn vậy đó. Nó nhảy chỗ này, nó nhảy chỗ kia, nó làm ba cái chuyện rùi bu. Bởi cho nên nếu mà nói đúng thật sự mà tu tịnh độ á, mà người nào mà tu tịnh độ mà được về cực lạc vãng sanh á, là người đó phải biết trước mình chết vào giờ nào, biết trước mình lâm chung, biết trước mình chết. Có ở Việt Nam các bạn thấy bộ đưa mấy cái thằng đầu trọc rồi kia, mấy thằng quốc danh rồi lên và đặt lại tịnh độ, tịnh độ, tịnh mẹ gì. Cho nên Phật giáo đóng vai trò quan trọng. Phật giáo phải nổi lên, Phật giáo phải kêu gọi toàn dân phải đứng lên để chống lại cái lũ ma vương, phải tuyệt để không để thằng chó đẻ ma vương Hồ Chí Minh ở trong chùa. Lisa phải mạnh mẽ như vậy, phải mạnh mẽ như vậy nha, phải mạnh mẽ như vậy mới được. Thôi, chương trình đã hết, Lisa hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Bye bye.